Và bé Gia Nguyên của chúng ta huấn luyện cho một người nghệ sĩ được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến, không phải chỉ bởi phong cách hào sảng của cô ta mà còn là giọng hát đầy nội lực, một giọng ca rực lửa mà chúng ta vẫn phong tặng chị ấy danh hiệu là họa mi núi rừng, nữ ca sĩ siêu Black. Cô hát rất là hay, giọng cô rất là khủng. Cô, cái này mình tập cái dễ chứ nha cô. Rồi. Lung linh ánh đèn soi dài tuồng quá thân cho đời. Lung linh ánh đèn. Hai từ cải lương đối với Siêu Black rất là mới lạ và rất là khó. Nhưng mà ai cũng nói là nếu mà Siêu Black hát về cải lương thì Siêu Black rất gan dạ. Những ngày đầu luyện tập cải lương thì con thấy cô Siêu còn hơi lo sợ và hồi hộp. Nhưng mà sau những ngày luyện tập chung với con thì con thấy cô đã ổn định tinh thần hơn. Cô hát được nhưng mà còn mấy cái chữ, ví dụ như là chữ say là con phải hát là chữ sai. Sai, sai. Sai à. Rồi. Mấy chữ R đó là cô, nói chung là con phải âm miền Nam. Đàn rau câu hò cất lên đêm này, lung linh ánh đèn soi vai tuồng hóa thân cho đời. Dạ, cái chữ hóa của cô là cô phải nói là quá. Quá thân cho đó, cô có hay bị quên. Quá, quá thân. Khó khăn của cô Siêu khi hát cải lương là từ nhạc rock là một cái tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của cô Siêu, mà qua cải lương thì cô phải mềm mại, uyển chuyển. Cô thấy cô Siêu là lật ngược tính cách của cô Siêu luôn. Nhưng mà con tin sự nỗ lực, cố gắng của cô Siêu là cô Siêu sẽ thành công. Thưa quý vị, rũ bỏ hình ảnh mạnh mẽ, sôi nổi vẫn thường thấy. Và có lẽ cũng phải quên đi một phần nào đó giọng ca rực lửa của họa mi núi rừng. Nữ ca sĩ Siêu Black sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ thật mềm mại với những làn điệu của bộ môn nghệ thuật cải lương. Chúng ta hãy cùng đến với ca cảnh Những Hạt Ngọc Đời với phần trình diễn của nữ ca sĩ Siêu Black, thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị khán giả, đây em đã làm tròn vai trò của một người dẫn chương trình. Còn bây giờ cho phép em được nói lên một chút cảm nghĩ tâm sự của riêng mình trước khi đến với phần trình diễn này. Một câu ngắn gọn thôi thưa quý vị, bà Siêu chết chắc. Lên đêm này lung linh ánh đèn soi vai tuồng hóa thân cho đời, người xem làm thêm say đắm trong từng câu ca, thương lục dẫn tiếng nguyệt nga thủy chung lòng son, dẫu bao thăng trầm tình yêu trọn vẹn son sắt, đã yêu nhau rồi xin nguyện trọn đời chờ nhau. Vì non sông ngài chi gian khó, như nữ sông pha diệt thù chống quân xài lang, trong mê linh cùng thôi thúc tiếng quân diệt thù, lời năm xưa dở trong dưới trăng như anh vào tim cho tâm mòn thức giấc ngoài sáng. Ngày mai trên bước đường xa trần lang, xin hãy gắng công chiếc áo em dệt. Em mai chàng ơi
nắm bàn tay, đàn trong chiếc áo trà nguyên cho thoáng hoài mong ta sẽ chung đường. Còn biết bao giai tuồng làm say lòng khán giả, đèn sân khấu lung linh với nhân nghĩa trên đời. Thương lắm những giai tuồng, thương đời nghệ sĩ, thương người đã thổi hồn cho nhân vật có tâm tư. Thương ánh đèn, thương tiếng nhạc cùng sim áo, đã đem đến cho đời những hạt ngọc lung linh. Dạ thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Siêu Black. Oh my god, oh my god. Yeah, thành công rồi chị ơi. Chị ơi, chị hãy vui lên đi, chị hãy tự tin đi. Bởi vì chị đã vừa mang đến cho mọi người một tiết mục hết sức là đặc biệt và bất ngờ, đúng không quý vị? Nhưng mà chị thích câu của em, bà Siêu chết chắc. Nhưng mà cuối cùng bà không có chết. Bà vẫn ở đây và đã mang đến cho mọi người rất nhiều những cái điều bất ngờ và thú vị. Không biết rằng ở ban bình luận thế nào với tiết mục này đây? Mời anh Đức Huy ạ. Cái đặc trưng của Siêu Black là gì? Là phải hát cái giọng mạnh, giọng thoát ra. Thế nhưng mà theo huấn luyện viên á, thì hát vọng cổ lại cần phải sự mượt mà. Và hôm nay thì tôi đã theo dõi sát từ đầu cho đến cuối bài. Và phải xin chúc mừng Siêu Black là bạn đã hoàn thành cái bài này chẳng những tròn trịa mà giàu cảm xúc, làm cho tôi rất say mê. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Huy. Chị, em biết rằng với cái giọng khủng của chị á, cũng mệt lắm để ém lại cho nó nhỏ nhỏ, nó mượt mượt cái kiểu đó, phải không chị? Chị giờ nè, chị có thể chị hát lại một câu mà hát đúng cái giọng khủng của chị Siêu nào giờ được không ạ? Em Su Si, lời Su cho ta một đời đam mê, một đời sống to. Em Su Si cho ta qua bao ngày phơi phới. Miro bà để đâu bên Thái Lan á. Bà cái giọng mà sáng sáng sáng. Và quý vị có biết là chị Siêu là một trong những ngôi sao được đặt trong những chương trình ca nhạc khi mà đi lưu diễn. Ở các nước thì chị Siêu là người hát cuối, cho nên Việt Hương thường diễn hài thì diễn ngay khúc giữa. Và khúc cuối là nhiệm vụ của tôi đứng làm gì? Đứng ngay cánh gà để gào thét, để lấy tinh thần cho chị. Mà chị hát thường là ngôi sao, ta hát khúc cuối là hát từ 6 tới 8 bài. Mà cái giọng khủng khiếp sang sảng. Tới giờ cuối là ở nước ngoài á, thì thường kiều bào người ta lâu lâu mới gặp được. Thì chị Siêu chỉ máu, bà hát không đã, hồi bà giục micro luôn. Bà để dưới sàn, bà la, bà dậy mà cái giọng vẫn sang sảng. Và Việt Cương đứng cánh gà gào tét với chị. Và hôm nay đâu mất tiêu rồi, khi mà chị bước ra chị bận cái bộ dài, rồi ai nói cho chị mái tóc dài, rồi chị hất nhẹ nhẹ, em nổi hết da gà. Hôm nay cải lương sẽ sanh ra một cái cách lấy hơi rất lạ. Chị muốn lấy hơi giờ nào chị lấy. Mà quan trọng là cái người nghệ sĩ tải đến cho người khác cái cảm xúc. Còn cái cách hát như thế nào kệ tôi, Siêu Black hát cải lương là đây. Yeah. Cảm ơn chị Việt Hương. Chị Việt Hương nói cái cảm giác là nổi da gà là từ đây luôn. Và lúc đó là em chỉ ngồi ở đây, chỉ muốn nói là yêu chị Siêu Black. Yeah. Cảm ơn tất cả các thành viên trong ban bình luận và quý vị khán giả. Nếu như yêu chị Siêu, thấy cái sự hóa thân này của chị tuyệt vời quá, thì lấy điện thoại ra nhắn tin bình chọn liền thưa quý vị. Soạn tin nhắn với cú pháp TS khoảng cách SB là tên viết tắt của chị Siêu Black và gửi về tổng đài 8569 với mỗi tin nhắn trị giá 5.000 đồng.